Ủa? Dạ cô. Em hay quá ha, em là dám hút thuốc đó hả? Thuốc gì cô? Nè. Thầy, có chuyện gì vậy? Dạ, thầy. Nè thầy. Nè thầy ha. Nè thầy. Không phải của em. Em dám hút thuốc trong trường hả? Đâu có đâu thầy. Đi. Hả? Cô. Em đâu có hút thuốc đâu cô. 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 Thì ra là vừa mày. Dạ, dạ. À đau thầy ơi. À, à. Wow. Hôm nay dám gọi kiếm tôi trước luôn hả? Đang định gọi kiếm tụi bay, nhưng mà tụi bay chủ động luôn. Đang tính đi công chuyện nè. Nhưng mà nếu đã kiếm tao thì tao sẽ chờ. Hẹn nhau ở ngay căn nhà hoang phía trong công viên phía sau trường học nha. Nhớ đúng giờ đó, tao sẽ chờ đó. Thì ra là muốn giấu xe ở đây. Mất. Thì ra là em giấu xe ở đây hả Mẫn? Ủa, cô đi đâu đây vậy? Cô đi tập thể dục. Nhưng mà cô đã phát hiện thì ra em giấu xe ở đây. Đưa xe cho cô. Xe của em mà đưa cho cô chị. Cô lo tập thể dục đi. Cô đã nói với em bao nhiêu lần rồi, em là học sinh, em không được chạy xe như vậy. Cô phải đem xe này đi về cho bà má của em. Biết chưa? Đưa xe cho cô. Thôi. Em đi ra, lấy xe cho cô. Thôi. Cô đừng có đem xe gì cho ba má em. Cái gì? Em bị la đó. Em không được chạy xe nữa, cô đã nói em bao nhiêu lần rồi. Trời ơi, cô phiền quá. Em lấy cái xe em đi công việc một chút xíu. Em xong việc, em sẽ trả xe cho bạn. Em hứa với cô luôn á. Được rồi. Cô tin em. Nhớ nha. Chào cô. Đang bực bội hôm hai thằng kia gặp thêm cô giáo của mình. Ôi. Giờ này tụi anh mới tới hả? Sao? Mình nói về quýnh hả? Đáng lẽ tao đi công chuyện xong về tao mới xử tụi bay. Nhưng mà tụi bay làm tao bực bội cái chuyện hồi chiều tụi bay quăng điếu thuốc, làm cô giáo la tao. Thì sao? Thì tao xử tụi bay chứ sao. Gì? Mày xử tụi tao? Ừ. Hay là tụi tao xử mày? Dĩ nhiên là tao xử tụi mày rồi. Mày ngon lắm. Mày làm gì vậy? Kiến cắn mày hả? Bữa nay tụi tao sẽ xử mày. Anh em! Lên! Tụi bay chia hàng, dám kêu thêm người hả? Thì sao? Hả? Chết mày! Ui! Mày đam tụi bay rồi! Cái gì quá? Cô Hiền ơi! Đi theo! Anh có sao không? Nó quýnh tao thành con thấy hả? Còn mày sao không? Anh đâu biết gì vừa xảy ra đâu. Thằng Mẫn nó chạy mất tiêu lại vậy kìa. Hên quá! Hên cái đầu mày! Bây giờ sao? Má! Được rồi, ta có cách. Má! Tao hô từ 1 tới 3. Mày mà không ra, tao đập nát cái xe mày. 1 2 3. Được rồi. Mày cũng tiếc chiếc xe quá ha. Bây giờ tụi bay muốn gì? Để coi em có còn chạy xe mô tô được với cô không. Tới liền. Mở. Ủa, đi vô đây. Em bị sao vậy Mở? Đi vô đây với cô nhanh lên. Chết rồi, bị sao vậy nè? Em bị sao vậy? Hả? Sao mà ra nông nổi này? Nhờ cô.
Cô làm cái gì? Cô giữ cái chìa khóa của em. Hai chuyện đâu có liên quan đâu. Sao mà không liên quan được? Hồi chiều em bị oan cái vụ thuốc lá, nên muốn hẹn thằng Nhân với thằng Vũ ra nói chuyện. Ra nói chuyện hay là đánh nhau? Thì nó cũng giống giống nhau vậy đó. Nhưng mà nào ngờ nó kêu một đống lên luôn. Trời ơi đất ơi, sao em không bỏ chạy? Cô giữ cái chìa khóa của em sao em chạy? Thì bỏ xe, chạy bộ. Rồi cô muốn nó đập xe của em hả? Vậy em ra nông nổi là tại cô hả? Chứ còn cái gì nữa. Cô xin lỗi. Nên tốt nhất là cô đừng bao giờ xí vô chuyện của em nữa. Để cho em tự lo. Làm sao mà cô không xí vô được? Cô là cô chủ nhiệm của em mà. Cô xin lỗi. Để cô rửa vết thương cho. Mà cô đã nói với em bao lần. Đưa cái mặt đây. Vậy cái chuyện là em là học sinh. Cô xin lỗi. Cô đã nói với em bao nhiêu lần rồi. Em là học sinh. Em chưa có đủ tuổi. Em không có được chạy xe phân khối lớn biết chưa. Bằng mọi giá cô phải làm cho xe của em trả về lại cho ba mẹ của em. Vậy chưa hết nữa. Vậy cái chuyện lúc nào em cũng vậy. Em chuyên gia tập trung đánh nhau. Cô nói với em bao nhiêu lần rồi hả? Bây giờ cô phải liên hệ với hai em kia. Cái gì? Cô nói không đúng hả? Không được. Cô mà nói với tụi nó vậy là em nhục lắm. Giống như là em đi mét cô chuyện tụi nó đánh em vậy. Ồ, cũng đúng. Nhưng mà không được. Cô không bao giờ đồng ý cái việc em lái xe mô tô. Nhẹ thôi, cô làm em đau quá Cô xin lỗi, tại cô đang bức xúc quá. Thôi, em đi về đây. Cái gì vậy? Đứng lại để cho cô lau vết thương cho nè. Mẫn. Chào cô. Mẫn. Thiệt tình. Chìa khóa xe. Mẫn. Mẫn, còn có thấy thuốc hả? Giờ đâu có đâu mẹ. Còn chối, thầy hiệu phó mới gọi điện thoại cho mẹ nè. Mẹ ơi, con có bao giờ hút thuốc đâu mà mẹ tính. Con nghe chưa, đừng để mẹ bắt gặp nha. Mẹ mà bắt gặp là biết tại mẹ nghe chưa. Dạ dạ con biết rồi. Tất cả là tại tụi nó. Mày tới số vậy ta. Alo. Hôm qua bị bọn tao dập chưa đã hả? Mày đừng có lên mặt với tao. Hôm nay tao sẽ cho tụi mày biết tay. Hẹn nhau lúc 5 giờ ở phía sau trường học. Nhớ. Nay tính đi quýnh lộn nữa hả? Im đi. Tao mét mẹ tao coi. Anh thử mét coi. Thằng này, anh giỡn tí mà làm dữ à. Ấy à. Anh nhớ đó. Có chuẩn bị tụi nó quýnh giống mấy bữa ha. Đi đi. Chúc may mắn nha. Alo. Alo Minh hả? Cô Diệu Hiền nè. Dạ. Cô gọi em cái gì không cô? Có Mẫn ở đó không em? Sao cô gọi Mẫn hoài mà không được? Mẫn nó mới đi ra ngoài rồi cô. Đi đâu vậy em? Nè, đừng có nói với cô là Mẫn đánh lộn đó nha. Sao cô biết hay vậy? Nó mới đi quýnh lộn nè. Trời ơi, đi đâu? Minh, nói cho cô biết nhanh lên. Em không có nói được cho cô biết đâu, nó quýnh em chết á. Nè, cô là cô Diệu Hiền, cô giáo chủ nhiệm của lớp 11A4. Cô yêu cầu em phải nói cho cô biết Mẫn đi đánh lộn ở đâu. Alo, tôi bay lâu lắc quá vậy. Hẹn tao mấy giờ mà giờ này chưa nào tôi có mặt là sao? Rồi giờ có chơi nhau không? Bước lẹ lên tao đợi lâu lắm rồi đó. Lần... Má! Má! Đi về em ơi, nhanh lên. Em là học sinh không có được đánh nhau, đi về. Nhanh lên. Sao cô biết em ở đây? Nè, đi về nhanh lên. Cô đã nói với em bao nhiêu lần rồi. Học sinh không có được đánh nhau, đi về. Phải về cho cô, nhanh lên. Cô buông ra. Thằng Minh nói cho cô đúng không? Không cần biết ai nói hết. Em phải đi về cho cô. Không, cô phiền phức quá. Phiền phức cái gì, đi về.
Dạ. Nè má, cô buông em ra. Nè má, cái gì vậy bà nội? Nè, tôi nói cho hai em biết, hai em là học sinh thì là phải lo đi học nghe chưa, không có được mà đánh nhau đánh lộn đánh lạo. Gì vậy bà điên? Em lớp nào? Sao mà đi học mà không cắt tóc không cạo đâu hả? Cái gì vậy bà nội? Đâu ra mà nói gì cô em gì tùm lum nhân vậy? Bà coi lại bà đi, coi túi bà ai già hơn mà nói xưng cô em. Nè, em không có được hổ hào với cô vậy nghe chưa. Mặc dù em có cái hóc môn tăng trưởng mạnh hơn so với các bạn, nhưng mà em không phải kêu cô là cô giáo Diệu Hiền, cô dạy lớp 11 A4 biết chưa hả? Dạ con lại má. Trời ơi Thiếm ơi, năm lớp 2 là con đã nghỉ học rồi, Thiếm chưa có dạy con ngày nào, con cũng chưa có học Thiếm ngày nào, nên làm ơn Thiếm cho con đi giùm cái ngang. Cô là cô giáo chứ không phải là Thiếm hay là má của em nghe chưa. Hai đứa đứng lại đó, hai đứa không có được đánh lộn với em Mẫn của lớp cô biết chưa hả? Thằng Mẫn là thằng nào vậy? Ai biết. Mẫn là học sinh lớp cô. Hai đi về. Kệ bà đi, đồ điên. Nè, không có được đánh lộn với chứ học sinh nào. Dạ. Nè, bà vừa vừa phải phải đâu nha, bà làm quá tôi đập bà luôn á. Nè, cô đó em đứng lại. Cô ơi. Đứng lại chứ. Đi hả? Đi hả? À. Cô đánh tôi. Em không nghe lời cô. Nè, cô là cô giáo đó nha. Tôi nói cho bà biết, mà cô giáo tôi cũng đâm rồi luôn. Đâm rồi. Cô sao hả? Em là học sinh, em không được đánh nhau. Được đây, mày để đó cho cô. Nè, kêu không được đánh nhau với Mẫn nghe chưa? Cô trò vũ khí cho người ta vậy? Nhờ sao Mẫn? Để em chạy. Sao rồi Mẫn? Em nghe tạm ổn rồi đó. Ủa vậy là không phải em hẹn tụi nó ra đánh lộn hả? Em hẹn cái gì? Tụi nó là giang hồ thiệt đó. Điên đâu đụng đụng tụi nó. Chết chưa. Nghe là cô hiểu lầm rồi. Mà sao lúc nào mà cô can thiệp vô chuyện của em là mọi chuyện đều hư bột hư đường hết. Cô phiền phức thiệt. Cô xin lỗi. Chắc tụi nó đi rồi đó. Thôi giờ mình về đi. Cô đi được không vậy? Được. Đi, giờ mình đi. Thôi, được rồi, lên.